Hôm nay Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc nút áo, chiếc cúc áo được Kỳ Lăng thiết kế và hoàn thiện bọc vàng nguyên khối AO750. Vào cái nút này trở nên sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu, đẹp như thế nào? Xin mời tất cả quý khách đi chi tiết vào sản phẩm này. Đây là cái cúc áo, nút áo ban đầu hoàn toàn là bằng nhựa như thế này, hình thù như thế này. Cái kiểu cúc áo này cũng rất là lạ và đẹp rồi, không phải là hình tròn bình thường mà hình lạ độc. Bình thường đã đẹp đã sang rồi đà, rất bắt mắt rồi, biến thành một cái sản phẩm nút áo cúc áo đẹp vô cùng và sang trọng nhờ giá trị vàng bên ngoài mở hộp ra. Wow, đây là chưa hoàn thiện việc gắn vàng vào, và đây là bản final đã bọc vàng. Nói từ bọc nhưng Kỳ Lăng muốn giải thích kỹ cái vấn đề bọc ở đây so với sản phẩm này. Ví dụ như một cái sản phẩm mà là nguyên full một lớp vàng bên ngoài, còn đây cũng là bọc bởi vì xung quanh là vàng, nhưng đây là hoàn toàn là một lớp vỏ áo bên ngoài là vàng hết và nguyên khối, chứ không phải là bọc một lớp mỏng, mà đây là nguyên một cái giống như là một cái vỏ ổ bằng vàng, việc nhét cái cúc áo bằng nhựa vào thôi, chứ không phải là bọc một lớp mỏng ở ngoài. Bản chất đây là một cái vỏ của cái cúc áo, khi mình đeo vào áo á, tạo cho đối diện xung quanh mình nhìn thấy vào là lấp la lấp lánh, bóng có thể soi gương được luôn, bởi vì đây là vàng hồng nguyên khối AO750, vàng nguyên khối nén vàng đặc biệt, chứ không phải là vàng đúc sáp, không có bọt, không có xốp. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ gá thử vào áo xem nha. Chiếc áo trở nên giá trị tổng trọng lượng vàng cho cái cúc áo này tương đương 5 phân vàng. Và nếu như khách muốn cá nhân hóa sản phẩm trở nên độc bản độc quyền cho mình, và mọi yêu cầu, mọi cái design, mọi cái thiết kế hãy yêu cầu cho Kỳ Lăng, Kỳ Lăng sẽ thực hiện design thiết kế theo đúng cái tiêu chí yêu cầu của tất cả quý khách, và Kỳ Lăng sẽ thực hiện hoàn thiện final đẹp như thế này với chất lượng cao nhất theo tiêu chí Kỳ Lăng Luxury. Một lần nữa Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury, và hãy đến với Kỳ Lăng Luxury để chọn cho mình những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu. Kỳ Lăng xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy follow Kỳ Lăng Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lăng Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lăng hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.